Ồ, mấy cái tấm quảng cáo ở phía đằng trước chợ thì nó rách nát hết rồi, anh chị thấy không? Đó, 3-4 tháng phong tỏa xong. Đóng cửa đó, bên trong chợ không biết ban ngày có mở không ha. Hôm nào chắc em chạy về ban ngày đó. Sao? Con đường Hồ Biểu Chánh này nó ngày hôm nay người ta mới đào bới rồi. Nhìn nó nham nhở lắm anh chị này. Không giống như ngày xưa nữa. Lúc trước có một thời gian em về đây chưa có đào thì nhìn đường nó cũng còn đẹp đẽ hơn tí. Wow, dây internet người ta đang đi lại cái đường dây, và con hẻm rất là nhỏ thưa anh chị. Cũng không nhỏ lắm nhưng mà nhìn nó kiểu nó hơi tù túng một tí, tù mù một tí. Ngoan ngoèo. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Trời Sài Gòn bây giờ đổ mưa rồi. Rất là nhiều người đi đường, người ta trú mưa hoặc là mặc áo mưa. Mưa thì chắc là không có lớn đâu. Em xin chúc cô bác, anh chị và các bạn có một ngày thật là bình an và nhiều sức khỏe thưa anh chị. Hiện tại bây giờ thì em đang chạy ở trên con đường Hoàng Văn Thụ hướng đi về chợ Bà Chiểu đây. Và con đường này ngày xưa có tên là đường Võ Tánh. Bên trái em là công viên Hoàng Văn Thụ, nó thuộc cái bệnh viện dã chiến 3 ngày xưa ở khu vực này, bệnh viện dã chiến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2021 thưa anh chị, và hiện tại bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều, và đây là cái ngã ba con đường Phạm Văn Hai. Con đường Phạm Văn Hai này bên tay phải chạy về chợ Phạm Văn Hai và chợ Ông Tạ anh chị. Ngày xưa thì nó có tên là đường Thoại Ngọc Hầu. Trong buổi chiều ngày hôm nay, một cơn mưa bất chợt, em chạy ngang trên đường và cũng muốn ghi lại cái cảnh trú mưa, cái cảnh mặc áo mưa, và cảnh người dân Sài Gòn mình đang tất bật chạy về, chạy đi giao hàng trong một cái buổi chiều mà ở Sài Gòn mình khá là âm u. Mấy ngày hôm nay thì Sài Gòn cứ như thế. Đây là một cái cầu vượt để đi qua khu công viên. Em mời anh chị chúng ta quẹo bên mé tay phải, con đường Nguyễn Văn Trỗi thưa anh chị. Bên trái thì chúng ta đi sân bay, bên phải thì con đường Nguyễn Văn Trỗi. Và con đường Nguyễn Văn Trỗi này ngày xưa thì nó có tên là Cách mạng 1 tháng 11. Nó nối liền với con đường Nam Kỳ khởi nghĩa ngày hôm nay. Năm xưa có tên là Công Lý đó anh chị. Còn cái hướng đi thẳng này thì chúng ta sẽ đi về chợ Bà Chiểu anh chị nha, đi về ngã tư Hàng Xanh. Vậy bây giờ thì mặc áo mưa xong thì hết mưa. Em lăn bánh ở trên con đường này, em chạy về con đường Hồ Biểu Chánh. Gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh buổi chiều của Sài Gòn trên con đường Nguyễn Văn Trỗi. Chúng ta bắt đầu từ đoạn này trước đi, Nguyễn Văn Trỗi. Em thấy trời này thì có lẽ chút xíu nữa sẽ mưa thêm, cho nên thôi thì mình cứ mặc áo mưa tạm như vậy anh chị. Những khu vực mặt tiền ở đây ngày hôm nay bắt đầu rục rịch, người ta cho thuê lại được rồi, sửa sang chuẩn bị kinh doanh vào những cái ngày cuối năm thưa anh chị. Và đặc biệt chúng ta cũng gần bước vào cái tháng 12 rồi, còn có một ngày nữa thôi chúng ta bước qua tháng 12 Noel. Trên con đường này ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều nhà người ta chưa có cho thuê được. Em đi về Hồ Biểu Chánh, đi về chợ Trần Hữu Trang vào buổi chiều. Không biết chợ Trần Hữu Trang ngày hôm nay hoạt động như thế nào. Và một phần nữa thì ôn lại kỷ niệm trên con đường Hồ Biểu Chánh thưa anh chị. Đấy, người ta đang sửa sang lại này, chuẩn bị trang trí Noel. Con đường này vào ban đêm tới cái mùa Noel và mùa Tết thì rất là đẹp thưa anh chị. Ngày hôm nay thì chưa có trang trí nha. Chứ bình thường những cái năm trước thì người ta sẽ trang trí rất đẹp ở trên con đường này. Những khu nhà dán bảng cho thuê, thế giới xe điện đây. Chà, mưa có mấy hạt xuống. Nó oi bức, nó nóng quá trời luôn anh chị. Mặc áo mưa trùm kín mít lại nữa.
phía dưới này thì chúng ta cắt cái con đường Nguyễn Thượng Hiền. Nguyễn Thượng Hiền ngày xưa là, xin lỗi anh chị, con đường Nguyễn Trọng Tuyển ha. Và ngày xưa nó là Nguyễn Minh Chiếu đó. Bên phải con đường Nguyễn Trọng Tuyển này anh chị sẽ đi về đường Lê Văn Sĩ, tức là Trương Minh Ký ngày xưa đó, đoạn ngay chỗ con đường Mai Ngọc Khuê gần Lan Cha Cả. Còn bên trái thì anh chị đi về Phú Nhuận, thưa anh chị, con đường Phan Đình Phùng, năm xưa có tên là Võ Duy Nguy. Bên phải em có viện y dược dân tộc, viện y dược học dân tộc, những cái tòa nhà cho thuê, chưa có người thuê đây. Em đi thật là chậm một chút xíu. Ngay chỗ này phía trước chúng ta có con đường Trương Quốc Dung, chúng ta về chợ Trần Hữu Trang đó anh chị. Chiều hôm nay thì cái clip này nó cũng khá bất ngờ thôi, em cũng không có chuẩn bị trước, cứ đi ngắm cảnh Sài Gòn. Có đôi lúc thì những cái clip như thế này nó thú vị thưa anh chị, không có cái sự chuẩn bị nào trước. Rồi, con đường Trương Quốc Dung, anh chị quẹo phải là về Trần Hữu Trang luôn đó. Chợ Trần Hữu Trang đó anh chị, năm xưa là cái nghĩa địa phong thần. Nhưng mà em muốn mời anh chị chúng ta chạy về con đường Hồ Biểu Chánh. Ôn lại những cái kỷ niệm ngày hôm nay và sau 4 tháng phong tỏa thì không biết tình hình ngày hôm nay những cái khu đường đó như thế nào. Các quán rượu ha, các cái showroom bán rượu. Ở xe cứu thương hú liên tục, nghe tự nhiên thấy nhớ lại những cái tháng ngày đắm đuối trong cái con virus đây cho thuê. Ngày hôm nay thì xuất hiện thêm cái biến thể mới đó, Omicron đó. Nhưng mà hình như những cái phân tích ban đầu thì em thấy cái con biến thể mới này nó cũng có vẻ như là không có gây ra những cái triệu chứng nặng giống như con biến thể hiện tại là Delta, thưa anh chị. Ở đây thì đường ray xe lửa này chạy từ ga Sài Gòn ngày hôm nay, ga Hòa Hưng cũ đó, mấy chú đang đào nóc cống lên ha. Đi theo cái đường ray xe lửa này, chùa thả cái đùng, đi theo cái đường ray xe lửa này anh chị cũng chạy được về cống Bà Xếp luôn đó. Bên trái thì về khu Gò Vấp, cầu Hang Trong, cầu Hang Ngoài. Trên con đường Nguyễn Văn Trỗi này có rất là nhiều cái showroom bán rượu anh chị. Bán rượu. Đây có đền Phú Nhuận này, bên phải của em. Con đường ngay cái ngã tư phía trước này đây là con đường Nguyễn Đình Chính thưa anh chị, Nguyễn Đình Chính. Nguyễn Đình Chính này ngày xưa hình như có tên là Minh Mạng. Bên trái anh chị chạy về về con đường Nguyễn Trọng Tuyển luôn ha. Nguyễn Minh Chiếu ngày xưa đó. Bên phải thì anh chị cứ đi theo con đường Nguyễn Đình Chính này, có vẻ như chạy về Lê Văn Sĩ. Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận bên phải của em. Trời thì bây giờ cũng nhiều mây lắm đó, tí xíu nữa không biết có mưa không. Lỡ mặc áo mưa rồi thì bị mặc luôn thưa anh chị. Nhặt về chai, mua ve chai. Cuộc sống ngày hôm nay nó vất vả nhiều đi anh chị. Ngày xưa đã vất vả nhiều rồi, bây giờ thêm cái dịch bệnh nữa. Ở đây có một cái tiệm Vườn Xanh Sài Gòn ha, người ta đang thiết kế lại để trồng cây. Rồi, ngay phía trước anh chị, ngã tư đèn xanh đèn đỏ lớn là con đường Huỳnh Văn Bánh thì phải. Nếu em nhớ không nhầm thì là Huỳnh Văn Bánh, là Nguyễn Huỳnh Đức năm xưa. Còn ở bên phải em đây là có con đường Hồ Biểu Chánh. Bây giờ em mời anh chị chúng ta chạy về Hồ Biểu Chánh nha.
Nếu như em nhớ không lầm thì con đường Hồ Biểu Chánh này có nhiều kỷ niệm với lại Chú Khuê. Nhiều kỷ niệm thôi, còn kỷ niệm gì thì cũng khó để nói. Nhiều kỷ niệm, mỗi người có một cái kỷ niệm riêng. Trời Sài Gòn tối thui, âm u. Đây. Ồ, có cô đẩy... Cô bán cái gì đây? Không biết bán cái gì luôn anh chị. Tàu hũ sao? Con đường Hồ Biểu Chánh này nó ngày hôm nay người ta mới đào bới rồi. Nhìn nó nham nhở lắm anh chị này. Không giống như ngày xưa nữa. Lúc trước có một thời gian em về đây chưa có đào thì nhìn đường nó cũng còn đẹp đẽ hơn tí. Mưa trống vắng quá. Nhìn nó buồn. Đây, Trần Hữu Trang bên phải em đây. Còn đây là Hồ Biểu Chánh đây. Trường tiểu học Vạn Tường bên mé tay trái của em. Đây bên trái đây có đường Trần Cao Vân. Wow. Đấy, người ta đang đào đường thế này anh chị. Hình như là phía dưới không có đi được thì phải. Đào hết đường rồi, dưới không có đi được. Hồ Biểu Chánh này chạy ra phía ngoài là xong luôn rồi. Không biết đi vô hẻm này có được hay không. Đào đường này, đào ống nước, đào gì không đi qua được luôn rồi, xong luôn. Trời nóng quá luôn, thôi em cởi áo mưa ra đây. Đây, con hẻm này quẹo đi vô. Để em cởi áo mưa ra cả anh chị. Trời. Trời này mà mặc áo mưa nữa thì thôi chứ. Đây là con hẻm. Hy vọng con hẻm này có đường chạy ra con đường Hồ Biểu Chánh. Tiếp tục. Hình như nó chuẩn bị nối vào con đường Huỳnh Văn Bánh thì phải thưa anh chị. Rồi, em xin mời cô bác anh chị cùng tiếp tục lăn bánh với em nha. Trong căn hẻm nhờ cái chỗ người ta đào ống nước, đào mương, bây giờ mình mới đi vào được cái con hẻm này. Biết đâu nó lại trùng hợp là một cái nơi kỷ niệm nào đó với cô bác anh chị. Vùng đất Phú Nhuận là một cái vùng đất em rất là thích anh chị, nó yên bình. Đây có một con hẻm bên trái ha, chắc là qua được. Cái này không phải. Ồ, ở đây có nhiều nhà biệt thự to to quá. Wow. Không ngờ vào đây có khu sống to đùng. Nhà cửa ở đây rất là đẹp thưa anh chị. Chắc ở đây có chỗ quẹo nè, em quẹo ở đây thử nha. Ồ, ở đây có cây thông Noel nè, anh chị thấy không? Ồ. Toàn là nhà đẹp không á anh chị, trong hẻm á nha. Hẻm này là hẻm Huỳnh Văn Bánh, xe ô tô đi vào luôn kìa. Con hẻm này là 244 Huỳnh Văn Bánh thưa anh chị. Rồi em đi ra đây là chắc con đường Huỳnh Văn Bánh rồi. Em chạy quẹo trái thưa anh chị. Quẹo trái chúng ta lên lại Hồ Biểu Chánh một tí nha. Đối diện đây có một cái đình. Đình cũ xưa rồi. Chữ ở đây là chữ Trung Quốc không ạ? Em cũng không biết là cái đình gì. Tên gì. Ở đây thì em sẽ quẹo bên mé tay trái. Để em tìm về lại con đường Hồ Biểu Chánh một tí. Đi cũng phải đi cho nó hết. Đi không hết thì cũng uổng lắm anh chị. Thiếu cái này thiếu cái nọ.
sao người ta đào quá trời luôn á. Có con đường lớn ở đây mình văn bánh người ta cũng đào nát bét hết, anh chị thấy vá từng lỗ từng lỗ. Nhà đóng cửa nhiều quá anh chị. Huỳnh Văn Bánh này ngày xưa có tên là Nguyễn Huỳnh Đức, em cũng chưa có đi nhiều cái con đường này suốt từ 4 năm tháng phong tỏa tới ngày hôm nay. Bên trái hồ Biểu Chánh đây anh chị nha, nó quẹo vào này, đó, người ta đào từng đoạn như thế này, đó. Xong rồi người ta đắp một ít đắp lại nham nhở. Chỗ này chưa đắp luôn. Xúc đá rồi bỏ vô. Cắt để đục để khoét. Rồi em quay ra lại tiếp tục đi hồ Biểu Chánh thì anh chị còn một đoạn nữa. Trời mưa làm mấy cái con đường này nó dơ. Bên kia cũng là hồ Biểu Chánh đó anh chị. Bên trái con đường Huỳnh Văn Bánh này thì chúng ta đi về đường Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, ngày xưa là Võ Duy Huy. Bên phải thì chúng ta kết thúc ở Huỳnh Văn Bánh này, bên phải thì như chúng ta kết thúc ở con đường Đặng Văn Ngữ là Huỳnh Quang Tiên năm xưa đó. Đối diện bên này nó vẫn là một đoạn của Huỳnh Văn Bánh, em mời anh chị chúng ta chạy qua. Và hình như là nếu đi hết cái con đường Huỳnh Văn Bánh này thì hết cái con đường hồ Biểu Chánh này thì chúng ta đi ra đường Lê Văn Sĩ. Lê Văn Sĩ thì phải anh chị, nếu như em nhớ không nhầm. Thật ra cái con đường này tình cờ đợt trước em biết thôi, chứ còn hầu như là em ít khi mà biết cái con đường này lắm, tại nó nằm ở bên trong cái giống như con hẻm á, nhìn anh chị thấy không, giống con hẻm nhưng mà nhà to không. Chắc là toàn là đại gia ở đây không. Hôm nay cái clip này thì em muốn mời anh chị đi ngắm cảnh con đường, con hẻm khu vực hồ Biểu Chánh này. Tạm thời thì em gác qua một bên cái dịch bệnh, ta không có quay những cái khu vực cách ly phong tỏa được nữa. Ở đây thì bên trái một hẻm, bên phải một hẻm. Em quẹo bên phải này xem sao. Con hẻm này trông nó nhỏ hơn con hẻm bên trái. Vô đây thì là xóm hẻm rồi anh chị. Xóm hẻm này là Lê Văn Sĩ 466. Dây internet người ta đang đi lại cái đường dây. Và con hẻm rất là nhỏ thưa anh chị. Cũng không nhỏ lắm nhưng mà nhìn nó kiểu hơi tù túng một tí, tù mù một tí, ngoằn ngoèo. Đây, không biết trước được là bên trái và bên phải của mình có cái gì. Đường dây gì mà ghê vậy, trắng trắng đây. Ở đây quẹo đi đâu nha. Em quẹo bên máy tây trái xem sao. Ê, những cái con hẻm đường Lê Văn Sĩ, hồ Biểu Chánh nha anh chị. Hồ Biểu Chánh, giờ đây chúng ta qua Lê Văn Sĩ. Đây chúng ta ra Lê Văn Sĩ rồi. Và con đường này là con đường, con hẻm này là con hẻm 448 Lê Văn Sĩ. Đây có trường mẫu giáo dân lập Hoàng Anh. Hôm nay thì dành trọn một cái clip mời anh chị đi ngắm cảnh những cái con đường ở Phú Nhuận, trường tiểu học Nguyễn Thi. Ồ, ở đây trường mầm non với trường tiểu học được nhiều anh chị, hai ba cái trường mầm non luôn. Xóm hẻm của Phú Nhuận đó anh chị. Chà, như vậy là qua tới chỗ này thì hết mưa rồi. Con hẻm này ngay phía trước đây là cái rạp Minh Châu ngày xưa đó anh chị.
Ngày hôm nay nó đang xây một cái trung tâm thương mại. Ồ, hôm nay tới tầng 16 rồi. Tầng 16 thưa anh chị, tầng 16. Đó. Là Minh Châu ngày xưa đây, nằm trên con đường Lê Văn Sĩ, ở đây là phường 12, đối diện là phường 12 quận 3, bên này là phường 4 quận 3. Bên trái anh chị chạy về cầu Lê Văn Sĩ ngày hôm nay, và đoạn này có tên là Trương Minh Giảng đó anh chị. Bên phải thì chúng ta sẽ quẹo lên chợ Trần Hữu Trang nha. Em mời anh chị chúng ta quẹo đi Lê Văn Sĩ lên Trần Hữu Trang. Và cái đoạn này ngày xưa có tên là Trương Minh Giảng đó anh chị. Bên trái ở đây có giáo xứ Vườn Xoài. Vườn Xoài à, không biết trang trí Noel chưa à. Ra lại con đường Trương Minh Giảng rồi, Lê Văn Sĩ rồi. Đây, bên trái em là giáo xứ Vườn Xoài. Giáo xứ Vườn Xoài thì cái tháp chuông nó nằm ở đây nè anh chị. Tháp chuông nó nằm ở đây. Trong nhà thờ không biết có trang trí Noel chưa. Một đoạn của Hồ Biểu Chánh, một đoạn Huỳnh Văn Bánh, và đây một đoạn Lê Văn Sĩ, Trương Minh Giảng đó anh chị. Chưa có trang trí Noel. Cô bán bún bò Huế này. Trời, Sài Gòn bây giờ cũng tù mù ha. Mù mịt. Tù mù. Con đường Lê Văn Sĩ ngày hôm nay nó cũng là một cái khu phố thời trang đó anh chị. Của quận 3 này, Phú Nhuận này. Cùng với lại con đường Trần Quang Diệu, Trần Quang Diệu. Em mời anh chị chúng ta chạy về chợ Trần Hữu Trang. Chợ Trần Hữu Trang là cái nghĩa địa phong thần ngày xưa. Lắc ra đây giảm 50-50 quá trời luôn. Chúng ta ở Sài Gòn mình bây giờ tới ngày hôm nay vẫn còn lắc ra đây nha anh chị. Người ta áp dụng cái ngày giảm giá đó khoảng 3-4 ngày. Nhà cho thuê đồ quá trời ha. Dọc dọc đây. Mặc dù cũng không có muốn nhắc tới nhưng mà chạy xe rồi thấy hoài anh chị. Đó, thấy hoài. Em ôn lại, em gửi đến cô bác anh chị từng đoạn thôi. Chứ một đoạn này thì cũng chưa có đi hết con đường Lê Văn Sĩ được. Trên con đường này thì có giáo xứ Tân Sa Châu, giáo xứ Vườn Xoài lúc nãy đó anh chị. Còn một giáo xứ nữa rất là nổi tiếng đó là giáo xứ Ba Chuông, dòng Đa Minh. Thường thường trên con đường Lê Văn Sĩ này á, thì tới cái mùa Noel đó thì em sẽ thường hay về giáo xứ Ba Chuông. Và em còn nhớ nữa, một giáo xứ nữa là Bùi Phát thì phải anh chị. Nó nằm ở trong con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, hình như mình đi qua rồi. À không, ở đây nè, bên trái em nè, ngay vị trí này luôn. Giáo xứ Bùi Phát. Cũng trang trí Noel rất là đẹp. Ở đây là cái đường ray xe lửa đây anh chị ha. Và tí bây giờ chúng ta băng qua đường ray này, em chạy về chợ Trần Hữu Trang sắm chợ chiều xem như thế nào. Bây giờ cũng gần 4 giờ rồi. Đây là những cái dòng xe người ta đi dọc theo cái đường ray xe lửa đó. 4:05, cô đi bán gì đây? Tới vị trí này là con đường Huỳnh Văn Bánh, huyện Huỳnh Đức năm xưa. Bên trái anh chị chạy về đường Đặng Văn Lữ, Huỳnh Văn Tiên. Bên phải đây thì em quẹo vào con đường Trần Hữu Trang này. Đối diện anh chị thấy không?
có cái hẻm, có con đường đi vào. Chỗ này nó kỳ lắm, xe nó cắt cắt ngang kỳ lắm, không có đèn xanh đèn đỏ đâu, nó cắt cắt ngang như thế mình cứ chạy thôi. Đây con đường Trần Hữu Trang. Qua chợ chiều, chợ chiều ngày hôm nay chắc là nó cũng đi, nó cũng vắng lắm anh chị. Gọi là mình gọi thẳng ra người dân mình hay gọi là ế. Có nhiều khi nói cái từ ế thì nó cũng kỳ anh chị. Nên là thôi, vắng vẻ. Ngày hôm nay người ta nghỉ bán bớt à. Ai đang làm cái gì ở đây mà thơm quá trời luôn chị. Nấu món gì mà thơm dữ. Rau hết mưa rồi, uổng quá. Muốn quay mưa rồi đến vậy mà hết mưa rồi. Chợ Trần Hữu Trang ngày hôm nay đâu có giống như ngày xưa rồi anh chị thấy không? Lúc trước là thôi chứ, nó nhộn nhịp từ sáng tới tối. Bây giờ nhiều khi sáng vào thấy cũng vắng, chiều chiều thấy còn vắng hơn. Có mấy người bán mà nhiều khi cũng không thấy người mua. Ngày xưa thì trăm người bán vạn người mua, ngày hôm nay thì vẫn trăm người bán mà có một vài người mua. Em chạy một vòng xung quanh chợ đây thưa anh chị. Đó, chợ nhìn nó cô quạnh luôn á, kiểu như là nó chán chán đời sao. Bên tay trái của em thì có cái bảng hiệu chợ Trần Hữu Trang rất là lớn ha. Để em quay ngược lại một tí cho anh chị xem. Nhìn thấy cái bảng hiệu của chợ Trần Hữu Trang. Anh chị, đây là phía trước chợ có cô bán chả cá thu, hàng chi nó thơm. Chợ chiều, đây cô bán chả cá thu nè, trời cô chiên thơm phức luôn. Đang đói bụng thưa anh chị. Đây, chợ Trần Hữu Trang gọi là cũng khá là cô quạnh đó. Một số sạp ở đây, bên trái ra lại con đường Huỳnh Văn Bánh. Em chạy một vòng chợ anh chị nha. Ồ, mấy cái tấm quảng cáo ở phía đằng trước chợ thì nó rách nát hết rồi anh chị thấy không? Đó, 3-4 tháng phong tỏa xong. Đóng cửa đó, bên trong chợ không biết ban ngày có mở không ha. Hôm nào chắc em chạy về ban ngày đó. Chiều thì hầu như không có cái dấu hiệu gì là bán quán rồi gì. Bán chợ thì thấy nó điều hiu quá trời. Hủ tiếu, mì, nuôi gì tùm lum. Đây em quẹo qua tí vào chợ. Xung quanh chợ đó. Sáng thì chắc là nhộn nhịp hơn tí. Nhưng mà với tình hình này em thấy là chắc có lẽ cũng vắng vẻ. Mấy hôm nay em chưa tới chợ Trần Hữu Trang ban sáng thưa anh chị. Nếu mà cô bác anh chị mà ở khu vực này có từng đi chợ từ sau khi cách ly thì có thể để lại cho giúp em một cái comment xem buổi sáng tình hình như thế nào. Thấy các cây dù đồ nghỉ bán nhiều. Chắc hôm nào em phải đi về đây buổi sáng một lần. Thấy xung quanh chợ, thấy trong chợ là đóng cửa hết luôn anh chị. Đóng cửa hết luôn, không có thấy ai mở bán cái gì cả. Xung quanh thì thấy có ít rau, còn sót lại những cái dây dăn xóm hẻm đó, những cái rào trắng nhìn ám ảnh. Bên hông chợ ha thì người ta bán một số sạp, người ta bán trái cây, bán rau. Còn bên trái em là thấy tối thui luôn, không có một cái dấu hiệu gì gọi là bán quán luôn anh chị, bán chợ. Không, anh chị thấy không? Sạp. Cho thuê sạp, cho vay trả góp gì tùm lum. Chợ trời mưa thấy nó càng buồn hơn. Chiều vốn dĩ ít người bán đã buồn rồi, thêm mưa gió nên thấy nó buồn hơn. Dạ, có quà nữa, có để...
Ở đây thì em quẹo trái anh chị. Hôm nay cũng đơn giản là một cái clip đi cập nhật tình hình Sài Gòn gửi đến anh chị này. Đó, hình ảnh chợ búa rồi thôi, chợ đi đâu với búa. Đây còn bán dọc theo cái con đường này luôn. Đường này là đường Trần Hữu Trang đó anh chị. Đó, bán luôn dọc theo đường ô bánh xèo. Trời trời mưa này mà ăn cái bánh xèo giòn giòn nóng nóng ha. Em đang bị đói bụng thưa anh chị. Đang bị đói bụng mới gặp chả cá rồi bánh xèo rồi này kia. Trời chà, nó thơm phức phải biết. Bên phải đây thì anh chị đi Trần Hữu Trang tiếp, giao với lại cái con đường Hồ Biểu Chánh lúc nãy đó anh chị. Nó đường ray xe lửa đây nè. Còn con đường này là con đường ở Trương Quốc Dung thì phải, nếu em nhớ không nhầm, đúng rồi. Trương Quốc Dung này chạy thẳng ra đường Nguyễn Văn Trỗi luôn. Đường Nguyễn Văn Trỗi ngày xưa là cách mạng 1 tháng 11 thưa anh chị. Hết mưa rồi, hết mưa, không còn giọt nước nào dính. Trương Quốc Dung chạy ngang con đường huyện Trọng Tuyển là huyện Minh Chiếu ngày xưa đó, rồi đi ra con đường Hoàng Văn Thụ luôn, là con đường Võ Tánh năm xưa thưa anh chị. À, bên trái em ở đây có một quán gì nè, quán ăn Thái Lan, sườn heo nướng rồi đó, thơm quá trời thơm. Đang đói bụng đi ngang mấy cái quán toàn là nướng với chiên không. Chết luôn. Hôm nay em bỏ qua một các clip này, em bỏ qua những cái thông tin về Covid đi. Đưa anh chị chủ yếu đi ngắm cảnh Sài Gòn, ngắm nhà, ngắm xe, một số cái hình ảnh hoạt động của Sài Gòn mình sau cái cơn mưa. Nhiều khi mưa gió vô nó làm cho cái khung cảnh đó thay đổi đi nhiều. Ở đây là ra ngay con đường Nguyễn Văn Trỗi rồi đó anh chị. Bên trái em là đường Hoàng Diệu ha, em mới đi ngang. Hoàng Diệu này là chạy ra Hoàng Diệu, chắc chạy ra đường Lê Văn Sĩ lại quá, đoạn Trương Minh Ký, xóm Mai Ngọc Khuê đó. Ngày hôm nay nó tên là đường Nguyễn Thanh Tuyền anh chị, con đường Mai Ngọc Khuê ngay chỗ gần Lăng Cha Cả đó, nay nó tên là Nguyễn Thanh Tuyền. Em đi ra ngay đây, đường Nguyễn Văn Trỗi đây. Con đường này ngày xưa có tên là cách mạng 1 tháng 11, bên mé tay phải á, anh chị chạy về được cầu Công Lý nha. Bên mé tay trái á, thì anh chị đi lên sân bay. Anh chị thấy cái ngôi chùa nằm mé mé bên trái của em không? Chùa đó là chùa Đại Gia đó anh chị. Chùa dành cho Đại Gia, ở đó thì có cái nhà tăng lễ. Và em thấy đa số những người giàu người ta hay vào để tổ chức tăng lễ, chứ những người nghèo khó vào lắm. Chắc có lẽ là chi phí nó cũng cao. Em mời anh chị chúng ta đi thẳng con đường Trương Quốc Dung này nha. Chúng ta đi ra con đường Hoàng Văn Thụ ngày hôm nay luôn. Trời âm u, ba thằng ù che cái dù, thằng nào ướt. Ngày xưa em bị ta lừa cái câu này đây anh chị. Trời ơi, ngồi đó tìm mấy người ướt, coi thử mấy người ướt. À, bên là chùa Đại Giác anh chị. À, chùa Đại Giác, hồi nãy em nói thì chùa dành cho đại gia đó, gần giống cái tên chùa, dành cho người giàu một tí anh chị. Đây con đường Nguyễn Trọng Tuyển anh chị, bên phải chúng ta đi về đường Phan Đình Phùng là Võ Duy Huy năm xưa. Bên trái chúng ta đi về khu vực đường Mai Ngọc Khuê là Nguyễn Thanh Tuyền ngày hôm nay, mà em đang chạy thẳng cái hướng này. Chúng ta đi ra con đường Hoàng Văn Thụ.
Con đường Hoàng Văn Thụ thì ngày hôm xưa nó có tên là đường Võ Tánh. Hôm nay vốn dĩ thì em chưa có tính đi cái khu vực đường Hồ Biểu Chánh đâu, nhưng mà chạy ngang đây trời mưa mưa. Thôi sẵn tiện gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh Hồ Biểu Chánh rồi ra Trần Hữu Trang rồi luôn. Cũng lâu rồi em chưa có ghé. Phía trước anh chị đây là cái trung tâm VNVC, trung tâm VNVC tiêm chủng ha. Rồi hội nghị Tân Sơn Nhất. Đây. Cái này là Adora Luxury, một cái nhà hàng tiệc cưới. Bên trái anh chị chạy về sân bay, bên phải thì anh chị sẽ đi về đường Phan Đăng Lưu, năm xưa có tên là Chi Lăng đó. Em mời anh chị lang thang ở đây một chút xíu nữa. Tới phía trước có con đường Hồ Văn Huê. Hồ Văn Huê. Khu vực này đất quân đội, đất quân sự nhiều. Đất của phi trường Tân Sơn Nhất ngày xưa và ngày hôm nay thì nó thành những cái khu khách sạn nhiều anh chị, khách sạn rồi nhà khách. Bên trái em là White Palace, nó lại nằm đối diện với lại khu vực công an Phú Nhuận, No Camera. Bên trái em này White Palace. Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận bên phải em nhớ ngày xưa có đi học Anh Văn ở đây một lần. Học được đâu một vài tháng thì nghỉ anh chị. Hồi đó còn sinh viên, em ở ngay cái ngã tư Phú Nhuận nè, phía dưới. Bên trái em ở đây là con đường Hồ Văn Huê. Thì ngay vị trí này chắc là em xin được tạm dừng các clip. Chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an và thật là nhiều sức khỏe thưa anh chị. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và cái clip này thì đơn thuần chỉ là đi ngắm cảnh và cập nhật khu vực chợ Trần Hữu Trang gửi đến cô bác anh chị. Những cái thông tin về dịch bệnh thì có lẽ là chúng ta cũng em cũng sẽ thông tin đến anh chị ở những cái clip sau vậy. Bye bye.